Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Buổi sáng ngày hôm nay thì Mỹ Hải lại tiếp tục đồng hành cùng gia đình nhà ông bà Giàng Chữ Chơ ở đây để mang những cái khung cửa sổ cũng như là hai cái khung cửa phụ với lại là một cái khung cửa chính để mang vào trong nhà ông bà Giàng Chữ Chơ ở đây để lắp nhé. Hôm nay vào thì Mỹ Hải lại cũng có nhờ trực tiếp là cháu Mỹ Hải là Mỹ Sò sẽ đồng hành cùng Mỹ Hải vào đây để giúp lắp khung cửa chính với lại là hai cái khung cửa phụ. Và đặc biệt hơn nữa là hôm nay thì cháu Mỹ Hải ấy, là Mỹ Sò ấy, là hôm vừa rồi đây thì cũng có xây được cái bể, thế cho nên là cháu Mỹ Hải là Mỹ Sò ấy là cũng còn một ít sắt, thế cho nên là cháu Mỹ Hải đây là cũng có cho một ít sắt như vậy để mang vào trong gia đình nhà ông bà Giàng Chữ Chơ ở đây để sẽ đổ lấy bốn cái xăng cầu đấy để ở bốn cái hiên ấy quý vị ạ. Thế cho nên là cháu Mỹ Hải là Mỹ Sò là hôm nay là cũng có cho được một ít sắt như vậy để mang vào trong gia đình nhà ông bà Giàng Chữ Chơ ở đây. Ngày hôm nay là ngày thứ ba rồi đấy, xây nhà cho gia đình nhà ông bà Giàng Chữ Chơ. Phần quà của anh hai ở trong miền Nam là cũng có gửi tiền lên cho Mỹ Hải để xây nhà cho ông bà. Và bây giờ ấy, Mỹ Hải cũng xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mỹ Hải lại tiếp tục một lần nữa vào thăm gia đình nhà ông bà cũng như là xây nhà cho ông bà Giàng Chữ Chơ. Phần quà của anh hai ở trong miền Nam tài trợ xây ngôi nhà cho gia đình nhà ông bà ở đây nhé. Ở những cái ngôi nhà như này này, như hôm vừa rồi trưởng thôn có chia sẻ là bưng được ván như vậy, là những cái hộ đây là hộ thoát nghèo rồi nhá quý vị nhá. Như các thước phim đầu của mình thì mình cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng biết rồi. Ở trong thôn đây là như trưởng thôn có chia sẻ với mình ấy, là 127 hộ mà có tới 100 hộ nghèo. Theo như dự kiến ấy, hôm nay bắt đầu lắp những cái khung cửa sổ với lại là cửa chính và cửa phụ. Đấy, buổi sáng này cũng sẽ lắp xong là các bác thợ ở trong thôn ấy là tiếp tục trồng gạch lên. Theo như dự kiến ấy, thì ngày mai là bắt đầu được thu hồi nóc nhà. Và ngày kia là cũng sẽ tiếp tục là vào trong này để sẽ lắng nền nhà cho ông bà Giàng Chữ Chơ ở đây nhé. Như chiều hôm qua ấy, thì quý vị và các bạn cũng đều biết rằng là như buổi sáng thì vợ Mỹ Hải với lại là cháu Mỹ Hải là Mỹ Tủa là cũng có vào đây. Và như hôm qua thì Mỹ Hải đã ra để lo chuẩn bị những cái khung cửa đây. Và như chiều hôm qua thì các bác thợ ở trong thôn ấy là cũng đã dựng được cột nhà lên hết rồi quý vị ạ. Đấy, như chiều hôm qua thì các bác thợ đây quý vị là cũng đã dựng được cột nhà lên hết như vậy rồi. Nhau chưa à, xin chào. Đấy, cũng đã dựng được cột hết lên như vậy rồi nhé quý vị nhé. Đấy, cũng rất là gọn này. Đấy, giờ là cũng chỉ lắp vào như vậy xong là lắp khung cửa xong là bắt đầu là các bác đây là bắt đầu tiếp tục là sẽ trồng gạch lên. Đấy, trồng gạch lên và ngày mai là bắt đầu là thu hồi được nóc bên này rồi. Và như sáng nay là bắt đầu là tiếp tục là sẽ đổ lấy bốn cái xăng cầu ở bốn cái góc đây để mai là mình sẽ gối xà lên để mình mới lập được bờ lô lên nhé quý vị nhé. Đấy, ngôi nhà đã xây xong như vậy cũng rất là gọn gàng này. Đấy, còn cái khu bếp bên này ấy, là cũng đã xây được như vậy rồi. Đây là cái phía này là phía bếp này. Đấy, còn cái phía ba gian ở đây là cái sẽ là để dành riêng là cái giường với lại là sẽ để dành riêng một cái gian chính giữa nhà để mình sẽ lúc nào ông bà có khách ấy, là sẽ tiếp khách nhé. Còn đây ấy, là còn một cái khung cửa chính. Đấy, còn cái khung cửa chính đây là cháu Mỹ Hải ấy, là Mỹ Sò này cũng có giúp vào đây lắp ấy, là cũng lắp được cái khung cửa chính như vậy rồi. Đấy, khung cửa chính là sẽ là lắp ở phía bên dưới này. Đấy, còn hiện giờ là bác trai ở đây là cũng đang lắp xong hai cái ô cửa sổ đây rồi nhé. Đấy, hai cái khung cửa sổ đã cũng đã lắp được xong hết như vậy rồi. Đấy, còn các bác là cũng đang
sẽ tiếp tục thẩm miết mạch. Nãy là cũng có khoan dâu vào rồi. Đấy, ban đầu là cũng đã khoan dâu vào để mới giữ chắc vào bên trong tường ấy, là cũng đã khoan dâu vào xong hết rồi nhé, và cũng đã đóng vào trong tường hết như vậy rồi. Đấy, còn cái khung cửa chính đây là các bác ở đây ấy, là cũng đang xử lý nốt hai cái ô cửa sổ ở đây để rồi là các bác sẽ chuyển sang là dựng cái khung cửa chính lên, và còn mấy khung cửa phụ ở bên này nữa quý vị ạ. Đấy, còn mấy cái khung cửa phụ ở phía bên này nữa là tí nó sẽ dựng lên. Rồi là chiều nay là các bác lại tiếp tục là sẽ thu hồi nóc là lên được rồi quý vị ạ. Và các bác ở đây là sẽ đổ lấy bốn cái xăng cầu. Đấy, ở bốn phía đây. Đấy, sắt đây là sắt của mít xo. Đấy, mít xo là trực tiếp là cũng có mang được những ít sắt vào như vậy để mình sẽ đổ xăng cầu nhé. Đấy, sẽ lấy sắt đây. Đấy, sắt đi vào như vậy để mình sẽ đổ lấy xăng cầu để mai mốt là lúc mình lập mà mái lên ấy là bốn cái góc đây là cũng sẽ tận dụng luôn là từ mấy cái xăng cầu đây để rồi là mình sẽ lập vào lô, sẽ đua ra một tấm gian ở phía ngoài ấy, để mưa ấy, thì trong quá trình là nước mưa thì đỡ trôi chảy được lại vào trong nhà nhé. Đấy, các bác thì cũng đã dựng được cột hết lên như vậy hết rồi. Đấy, còn phía bên này. Đấy, còn phía bên này là những cái xà bên này ấy. Những cái xà bên này là theo như Mỹ Hải thiết kế cho gia đình nhà ông bà Giàng Thuy Trơ đây thì cũng y xì như gia đình nhà anh Pó mà ở trong thôn Phấu Hía A nhé quý vị. Vì là ở trong nhà ấy là Mỹ Hải là cũng chỉ cần là đến hai cái cột như vậy thôi. Và còn lại là xà bên này ấy, là Mỹ Hải sẽ ăn vào trong tường. Đấy, ăn vào trong tường thì mình đỡ chiếm chỗ và trong ngôi nhà của mình là sẽ được rộng hơn nhé. Đấy, ngôi nhà cũng rất là rộng này, quý vị này. Đấy, như đợt trước là ngôi nhà của ông bà Giàng Thuy Trơ đây ấy, là cũng chỉ là rộng bằng một cái gian mà vị trí mà từ ô cửa sổ ra đây thôi. Đấy, hiện giờ nó cũng rất là rộng. Đấy, ra cả phía bên trong này. Đấy, phía bên trong này là còn công trình phụ ở trong này ấy, quý vị ạ. Còn công trình phụ ở đây là cũng là sẽ thêm gạch vào trong này. Đấy, cũng sẽ xây từ đây là còn bốn hàng gạch nữa là sẽ cao bằng cái dạ mà của cái trái bếp bên này nhé. Đấy, còn bốn hàng gạch nữa thì sẽ cao bằng dạ bên này rồi là sẽ lập một cái trái bếp để đun riêng. Đấy, còn đây là cái cửa phụ mà để ra ngoài. Đấy, cửa phụ đây. Đấy, còn cái cửa mà ở chính vị trí mà của ông Giàng Thuy Trơ mà hiện giờ là ông đang đứng ở đây ấy, là cái cửa đây là cửa sẽ ra bắt đầu ra vào bếp này. Đấy, còn cái khu ở phía bên trên này đấy, khá là rộng này. Đấy, còn cái khu bên trên này là cái khu mà sẽ là để dành riêng cho ông bà để mình đun nấu là sẽ là ở cái khu đây. Đấy, còn ở trong ngôi nhà ấy, là sẽ không đun nấu ở trong nhà nữa mà sẽ đun có một cái khu bếp riêng ra để mình đun nhé. Đấy, còn khung cửa đây là cũng đã dựng được hết như vậy rồi. Đấy, rồi là đến ngày kia là Mỹ Hải lại tiếp tục là nhờ cháu Mỹ Hải là Mỹ Sò ấy là sẽ vào đây đồng hành cùng Mỹ Hải để giúp ông Giàng Thuy Trơ ở đây để đóng những cái cửa ở đây nhé. Vì là ở đây ấy, là đa số là cũng có tổng tất là 127 hộ nhưng mà cũng chưa có đường điện, cũng chỉ thắp bằng những cái đèn năng lượng thôi, thế cho nên là cũng không có điện. Thế này cho nên là Mỹ Hải là cũng có nhờ cháu Mỹ Sò rằng là sẽ lấy ván ở ngoài nhà Mỹ Sò ấy, rồi là mình sẽ đóng thành những cánh cửa rồi là mình sẽ mang vào đây để mình lắp nhé. Vì là ở đây ấy, là cũng chỉ có những cái bào tay thôi. Đấy, bào cũng rất là vất vả quý vị ạ. Thế cho nên là Mỹ Sò ở đây là cũng trực tiếp là một trong những người thợ mộc. Thế cho nên là Mỹ Sò là ở ngoài nhà Mỹ Sò ấy là cũng có máy bào, thế cho nên là sẽ làm ở ngoài và sẽ chở vào đây thôi để mình lắp ráp ở trong này thôi quý vị ạ. Đấy, ngôi nhà rất là nhanh, từ hôm dỡ nhà đến tận bây giờ là ngày hôm nay là được 3 ngày. Đấy, nếu mà theo dự tính thì tầm khoảng 2 ngày nữa là gia đình nhà ông bà Giàng Thuy Trơ ở đây là sẽ có ngôi nhà mới để ở rồi. Nhanh mà. Rộng. Vì là các bác rộng chứ. 60 m2. Rộng hơn trước nhiều. Đúng rồi. Phải khuôn cửa như vậy chứ. Đây là cũng không có bào này. Ván thì những cái xà đây này là trước là cũng đã mua được rồi này, mua được rồi nhưng mà được cái là bào lại cho mới ấy, thì là cũng có máy bào. Với lại là không có điện. Thế cho nên là cũng chỉ bào bằng tay thôi. Thế cho nên là không thể bào hết được. Đấy, như ở đây. Như ở đây thì sẽ là dùng bằng máy bào này. Đấy, những cái khuôn cửa đấy là dùng bằng máy bào này. Bào rất là phẳng này. Đấy, bào xong là cũng tràn rất là mịn quý vị ạ. Đây là
các bác cũng đang chèn lại những cái cánh ô cửa sổ như vậy. Những cái song cửa đây nhá, rất là chắc chắn nha quý vị nhé. Đây, song cửa này. Đấy, rất là chắc chắn này. Đấy, những cái song cửa đây là dùng bằng nghiến hết nhá quý vị. Đấy, dùng bằng nghiến này. Đấy, rất là chắc. Còn ở đây thì các bác thợ ở đây thì xây thì cũng rất là tiết kiệm. Thế cho nên là những cái vứa ở đây này, quý vị cũng có nhìn thấy này. Vứa ở đây là cũng không nhìn thấy để rơi xuống nhé. Đấy, không nhìn thấy rơi. Đấy, các bác ở đây là xây là rất là tiết kiệm. Tiết kiệm cho chị nhà. Đấy. Vừa gọn, đẹp. Vừa đẹp. Đây, các mạch vứa ở đây ấy, thì các bác thợ thì cũng miết những cái mạch vứa đây rất là phẳng này quý vị này. Đây, ấy, những cái mạch vứa đây này. Đấy, cũng khá là mịn này. Vì là cơ bản là các bác thợ đấy là ở trong thôn mình đây luôn. Thế cho nên là các bác thợ ở trong xóm luôn. Thế cho nên là các bác thợ đây là 5:30 sáng là các bác đã có mặt để xây rồi. Nói chung là cũng biết tiết kiệm cho ông bà. Đấy. Như vậy thì mới nhanh được. Sớm. Đấy, rất là sớm. Làm sớm bị muộn. Đúng rồi. Nhà mình 2 ngày mà đã xong như này là đấy. Cũng giỏi. Đúng rồi, cứ chập tối hẳn cơ. Chập tối hẳn rồi thì là các bác mới bắt đầu nghỉ. Đấy, còn các bác ở đây là cũng đang tận dụng lại những cái cột nhà cũ ngày xưa mà của gia đình ông bà này. Ở đây này quý vị này, là các bác ở đây là cũng đang bác ráo lên như vậy. Đấy, bác ráo sang bên này. Để rồi là các bác mới bắt đầu là có chỗ để đứng lên cao rồi ấy, các bác mới bắt đầu xây lên. Đấy, anh Tủa. Anh Tủa là một trong những anh mà trước là cô Dung ở bên Úc ấy là cũng có gửi quà về cho Mỹ Hải là cũng có mua được chiếu gối cho gia đình nhà anh. Nhưng anh Tủa đây là một trong những ngôi nhà mà cũng khá là hoàn cảnh. Ở trên thức phim ngắn của Mỹ Hải thì Mỹ Hải cũng đã quay gia đình nhà anh Tủa đây rồi. Trước gia đình nhà anh Tủa đây là cũng không có gối để ngủ, mà gia đình nhà anh Tủa đây là cũng chỉ chặt lại những cái khúc gỗ ấy quý vị ạ. Đấy, lấy những cái khúc gỗ để nằm thôi. Đấy, cũng rất là đau đầu. Đấy, vừa rồi đây là cũng có gối ngủ hết rồi. Với lại cũng có cả màn rồi. Đấy, không thì mùa hè đây là rất nhiều muỗi. Các bác miết những cái mạch vữa này. Đấy, rất là mịn này. Liệu là chiều nay mình bắt đầu là thu hồi nóc được chưa đồng chí em? Hả? Liệu chiều nay là mình thu hồi nóc được chưa? Nóc được rồi. Chiều nay là được đúng không? Vâng. Chiều nay là được. Rồi. Hôm nay bây giờ là 10 giờ đấy nhỉ? Bây giờ là đang là 10 giờ. 10 giờ. Đấy, 10 giờ. 10 giờ. 10 giờ nhưng mà là nóc được rồi. Đấy. Nhớ là đổ 4 cái xăng cầu kia là phải là mình phải lấy cây trống nhá. Vâng. Đấy, mình phải lấy cây trống, mình trống lên nhé. Trong quá trình mình xây nhưng mà được cái là mình phải trống lên. Vậy. Đang đo viên đấy để chặt làm gì đấy? Cái này là chặt vào cái cuộn. À, ô cửa sổ kia đúng không? Đấy. Rồi. Chèn lẫn cửa sổ. Chèn, đúng không? Ui, lấy con dao đi chặt phí quá nhỉ. Đấy, mình phải hết sức cẩn thận. Vì là gạch ở trong này rất là đắt. Mua thì rẻ thôi, nhưng mà cái công vận chuyển của mình ấy, như hôm nọ vận chuyển vào đây là một viên, nếu mà tính tổng cộng lại từ lúc mua với lại là vận chuyển vào đây thì hai cái giá tiền là gần như là ngang nhau đấy. Mua một viên là có nghĩa là chở từ ngoài kia vào đến trong nhà gia đình ông bà rằng khi chơi đây là 15.000 một viên. Đấy. Cái khâu mua thì rẻ thôi, nhưng mà được cái khâu vận chuyển ấy, đấy, cũng gần như là ngang nhau. 9.000 một viên mà. Cột nhà cao đấy, Miso ạ. Thoáng trước nhiều. Thoáng gần nhiều chứ. Đây.
trước là mình đứng này. Đấy quý vị các bạn ạ, đây bây giờ Mỹ Hải giơ tay lên là cũng không thấy tới được này. Bây giờ là Mỹ Hải phải đứng lên trên gạch nữa. Hai viên gạch nữa thì Mỹ Hải mới bắt đầu sờ đến đây được rồi quý vị này. Rất là cao, trước là ngôi nhà của ông bà đấy ấy, là cũng hơi đứng một tí là với cái là tới trần nhà rồi. Thế cho nên là cũng rất là thấp. Đấy, vì là Mỹ Hải ở đây ấy, là Mỹ Hải cũng thiết kế cho ông bà đấy rằng là thôi thì mình sẽ làm nhà cao lên thì ngôi nhà của mình ấy, thì sẽ rất là thoáng. Đấy, mát mẻ về mùa hè. Đấy, ấm áp về mùa đông. Đấy, không có gió rồi. Giờ là bắt đầu là đến hôm nào lập ấy quý vị ạ, là Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục là sẽ mua lấy một cái tấm nhựa đấy để lập chính cái tấm sáng này, mình sẽ lập ngay chính gian giữa nhà để trong ban ngày ấy, vào nhà ông bà đấy là cũng sẽ sáng nhé. Còn không thì như mọi khi là nhà ông bà ấy là cũng chỉ bưng bằng những cái vách mà bằng cây cỏ voi đấy, che trúc thôi. Thế cho nên là bưng như vậy là cũng khá là sáng, nhưng mà bây giờ là mai mốt là bắt đầu là sẽ lập hết lên rồi mà kín hết rồi ấy thì đâm ra là cũng sẽ rất là tối, vì là may chăng là cũng sẽ có hai cái ô cửa sổ đây với lại cửa chính, mỗi lần mình mở ra ấy, thì mới sáng được thôi. Đấy, lấy ánh sáng đón ánh sáng vào thì cũng hơi thiếu. Thế cho nên là Mỹ Hải là cũng quyết định rằng là cũng sẽ mua một cái tấm nhựa sáng để mang vào trong này để mình đóng nhé. Đấy, còn em Cho đấy, em Cho là một trong những em mà các thước phim đầu của mình thì mình cũng đã giới thiệu rồi. Đấy, em Cho là mang những khối u ở trên người ấy, là được 32 năm. Đấy, em Cho này cũng có đến đây. Đấy, vị trí ngồi của em Cho là đang ở đây. Nó mà chị ta? Chị ta nó à? Ừ, lúc cho bỏ rong, ngã tốt được thế là? Đấy, quý vị các bạn ạ, qua đây thì mình cũng có hỏi em Cho đấy, rằng là như hôm trước là cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội ấy, là cũng có gửi quà lên và cũng có gửi cả quần áo đẹp cho em Cho ở đây. Mỹ Hải cũng có hỏi em Cho ấy, sao lại là em Cho không lấy những cái quần áo đấy mặc. Thế qua đây thì em Cho cũng có chia sẻ với mình rằng là em Cho bảo là thôi thì là ra đây xem các bác ở đấy và em Cho đi lại như vậy ấy, là cũng chỉ ngồi như vậy thôi thì em Cho lại mặc những cái bộ quần áo cũ đấy thôi. Đấy, lúc nào xây xong nhà hết rồi thì em Cho mới bắt đầu là mặc những cái bộ quần áo mới nhé. Đấy, ở đây là cũng rất là may mắn rằng là trước là cũng có một cái trái như vậy này. Đấy, có một cái trái như vậy là ông bà để cây ngô. Đấy, thế cho nên là ông bà cũng tận dụng lại là để lại những cái thứ quần áo, chăn màn. Đấy, là cũng sẽ để ở góc này. Rồi là ngày mai ngày kia là xây xong nhà rồi thì là sẽ bắt đầu là di chuyển vào trong nhà nhé. Đấy, còn ở đây là phía đằng sau này. Phía đằng sau là cũng đã xây được hết như vậy rồi. Đấy, rất là cao rồi. Đấy, phía đằng sau là được như vậy hết rồi nhé quý vị nhé. Đấy, các bác thợ đây để xây cũng rất là nhanh. À, còn hiện giờ là hai bác đây là cũng đang dựng nốt cái khung cửa bên này. Đấy, hai bác đang tiếp tục là xây dựng cái khung cửa này lên. Đấy, dựng nốt cái khung cửa này lên và các bác đã biết là tiếp tục là trồng gạch lên. Đấy, dựng nốt cái này lên xong là hai bác đây là tiếp tục là sẽ quay sang là dụng cái nốt cái khung cửa chính ở đây. Đấy, khung cửa chính thì lấy mi sò đã lắp xong hết cho như vậy rồi. Đấy, cũng rất là đẹp này. Đấy, khung cửa chính này. Vì là những cái khung cửa như vậy ấy, là phải dùng bằng nghiến hết thì mới chắc chắn. Đấy, còn ở đây thì Mỹ Sò ở đây là cũng đang đóng khung cửa vào như vậy để sẽ ăn vào tường để sẽ cố định để giữ chắc chắn nhá. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết thì lại rất là âm u rồi. Đấy, trời cũng sắp mưa rồi.
đây là những cột nhà, với xà nhà, những cột nhà cũ của gia đình nhà ông. Rồi là mai mốt là xây nhà xong hết rồi ấy. Mỹ Hải cũng sẽ nhờ các bác thợ ở đây, rồi là sẽ vận chuyển lại đi kia cột ở đây, là sẽ mang cất gọn vào phía bên trong chuồng. Để thôi rồi là mai mốt là ông bà ấy là cũng mới có những cái cây cột ở đây để tận dụng lại, để mai mốt là ông bà sửa lại chuồng trại gia đình nhà ông ấy, là ông bà đấy cũng có sẽ có tận dụng lại hết nhá. Đấy, hiện giờ là khu vực đây là cũng đã mọc được một cái căn biệt thự như vậy. Đấy, cũng y xì như là nhà ở bên trên này rồi. Đấy, như nhà bên trên. Đấy, như nhà bên trên là cũng đã chỉnh tường gạch hết như vậy này. Đấy, ở trong này là cũng hiện giờ là cũng đang có hai cái ngôi nhà như vậy. Đấy, là đã được chỉnh tường. Với lại là có một cái nhà ở phía bên dưới. Đấy, duy nhất là nhà mọc gia đình nhà ông bà Giàn Thị Trơ đấy là mọc lên đây nữa là hiện giờ là theo như Mỹ Hải quan sát ở đây là cũng đang hiện giờ đây là cũng chỉ có 3 ngôi nhà đấy, để được chỉnh tường gạch lên như vậy. Còn là như các ngôi nhà ở phía dưới hủm dưới ấy, là cũng chỉ là bưng bằng những cái vách cỏ voi cũng như là những cái tấm ván ép thôi. Đây, những cái ngôi nhà này rất là nhỏ này. Đấy, như những cái nhà mà có bạt xanh kia, những cái nhà mà có bạt xanh kia là đấy là chuồng nhá. Đấy là cũng nhốt bò là cũng không có gì che chắn này, cũng chỉ lấy một cái tấm bạt xanh như vậy để căng lên như vậy thôi. Còn những cái cây ngô mà của bà con nơi đây ấy, là bà con cũng đang bón được những cái phân đạm như vậy vào này quý vị này. Đấy, cũng đang bón vào trong những cái gốc cây ngô như vậy hết rồi. Đấy, bà con vừa bón xong như vậy là chắc là chiều nay là bà con mới bắt đầu là tiếp tục là sẽ đến vun nhé. Đấy, bà con nơi đây là cũng đã bón được xong hết như vậy rồi. Đây, đây là những cái cây ngô của bà con nơi đây này, là cũng có sâu này quý vị này. Đấy, cũng có sâu ngô này. Đây, ui, rất là nhiều sâu này. Đấy, cũng ăn hết thì cái lá như này rồi. Thì mai mốt là những cái gốc hốc ngô đấy là cũng sẽ không cho ra bắp được. Trước như Mỹ Hải thường nói ấy, là đất ở đây ấy, là lại không phải đất của gia đình nhà ông bà Giàng Chứ Trơ rồi. Nếu mà phải ấy, thì Mỹ Hải là cũng sẽ chuyển xây ở bên trên này để ngôi nhà của ông bà đấy là đỡ phải ở dưới hẳn một cái bậc và dưới một cái hùm. Thế cho nên là không phải đất của gia đình nhà ông bà nữa. Thế cho nên là bắt buộc là lại tiếp tục là vẫn xây lại tại vị trí cũ mà như ngôi nhà trước của ông bà đây là chưa dỡ nhá. Đấy, nếu mà được cái thế đất trên này này là ngôi nhà mình xây ngang lên thì có một cái điểm sẽ rất là đẹp. Nhưng là không phải đất của ông bà rồi. Đấy, mai mốt là những cái cây ngô này là cao lên. Đấy, cao lên rồi thì sau đó là ngôi nhà của ông bà đấy là cũng sẽ rất là khuất. Đấy, cao lên rồi là sẽ không nhìn thấy ngôi nhà của ông bà. Vậy là ngôi nhà của ông bà đấy là cũng có hẳn ở hẳn dưới một cái bậc dưới rồi. Đây, như nhà của các bác hàng xóm bên này ấy, là cũng có chỉnh tường được như vậy hết này. Nhưng mà xây nhà cũng rất là thấp quý vị ạ. Đấy, được những cái ngôi nhà như vậy rồi nhưng mà xây rất là thấp. Đấy, nếu mà xây thấp như vậy ấy,
cũng chỉ là 2, 4, 6, 8 viên. Đấy, 8 viên gạch chiều cao lên thôi. Đấy, chiều cao lên như vậy là cũng rất là thấp. Vì là ngôi nhà của ông bà Giàng Chư Chơ đấy là Mỹ Hải xây từ dưới, bắt đầu là từ dưới cốt không lên là 12 viên. Đấy, để ngôi nhà sẽ cao và sẽ thoáng. Còn không là mình xây thấp đấy thì nhìn ngôi nhà của mình sẽ rất là bí. Còn ở phía đường đây, phía đường đây là những cái xà đấy, những cái xà ở đây, những cái xà ở đây là cũng đã có cây hết như vậy rồi, các bác đây là cũng đã róc được vỏ hết như vậy rồi nhé, là những cái xà đây là mai mốt là sẽ lấy về để mình sẽ gối ở trong nhà đây để mình sẽ đóng bờ lô vào. Đấy, còn cửa phụ đây là cũng đã đóng được rồi. Đấy, Mỹ Sò cũng đang giúp dựng lên như vậy. Vì là Mỹ Sò là một trong những người thợ mộc ấy. Thì Mỹ Sò đo cho các bác thợ ở đây. Vì là các bác thợ đây là cũng chỉ biết xây thôi. Đấy, Mỹ Sò là phải tự tay đo lại như vậy. Để rồi là mai mốt là Mỹ Sò là Mỹ Hải cũng sẽ nhờ Mỹ Sò để sẽ giúp đóng những cái cánh cửa ở đây ấy. Vì là trong này không có điện ấy, thì Mỹ Sò sẽ đóng ngoài vào là mình chỉ việc là mình lắp thôi để cho nhanh. Đấy, còn không thì mai mốt là các bác thợ đây tự dựng lên ấy, là sợ lệch ấy. Lệch là thế cho nên là cũng sẽ rất là khó này. Đấy, còn cái tét nước đây thì Mỹ Hải cũng sẽ nhờ các bác thợ ở đây là người sẽ giúp di chuyển lại. Nếu mà để ở đấy ấy, thì chỉ sợ rằng là các cháu nhỏ ấy, là các bác hàng xóm đây là cũng có đến chơi ấy, thế cho nên là cũng chỉ sợ rằng là mai mốt là các cháu là lại làm những cái tét nước đây là bị móp và sẽ hỏng đi thì cũng sẽ rất là phí. Đây như ngôi nhà ở bên trên ấy, lúc đầu là xây từ dưới lên ấy, là 8 viên thôi. Đấy, là ở phía đằng sau nhà. Đấy, còn ở đây là 12 viên. Đấy, mới bắt đầu đến xà. Đấy, ngôi nhà rất là cao và rất là thoáng này. Đấy, phía đằng sau là cũng chỉ cao như vậy thôi. Phía đằng sau cũng đã xong hết như vậy rồi. Đấy, còn bây giờ là cũng chỉ chờ là khung cửa đây xong. Đấy, khung cửa đây xong nữa. Rồi là mới bắt đầu là mình sẽ thu hồi nóc. Thu hồi nóc rồi là mai mốt là đấy là cũng có mang được cả sắt vào đây rồi. Thế là mới bắt đầu đổ một cái xăng cầu đây là quý vị này. Đấy, bắt đầu đổ nối ra bên này tầm khoảng 50 phân. Đấy, để mình lập hẳn một cái tấm đua ra đây để nước trong quá trình nước mưa ấy, là đỡ hắt và đỡ trôi chảy ngược lại vào trong nhà. Đấy, còn ở đây là các bác đang lại tiếp tục là sẽ bắt giáo tiếp này. Còn bây giờ thì mình cũng sẽ hỏi ông Giàng Chư Chơ đây xem là ngôi nhà của ông ấy là cũng gần xong rồi. Lúc trên đến chẳng không đi ra tàu nhau. Chạy ra bên không rồi. Bên không đi á? Bên không rồi. Ông trên tàu cảo không á? Ừ, rồi nè. Bên không chứ mà tàu nhau ấy. Ừ. Tàu nhau mà xí phá rồi. Chỉ to đâu nào đó. Nhà này mà tàu đâu. Chùa cá kính nhà. Nó mà nà nó là chính chú. Dạ. Đây quý vị các bạn ạ, qua đây thì mình cũng có nói với ông Giàng Chư Chơ ấy, rằng là cũng tầm khoảng 3 hôm nữa là gia đình nhà ông bà đây là cũng sẽ được vào nhà mới của gia đình nhà mình là được ở rồi. Thì ông cũng có chia sẻ với mình ấy, rằng là cũng chắc là tầm khoảng 3 hôm nữa thì ông lại không lo vào trong cái mùa hè đi rồi. Đấy, mùa mưa đây là cũng sắp tới rồi. Thế cho nên là ông bảo là tầm khoảng 3 hôm nữa là ông sẽ được có ngôi nhà mới để ông ở rồi nhé. Đấy, ông cũng rất là mừng. Đấy là Mỹ Hải cũng có hỏi bà ấy, là bà đi đâu rồi. Thế cho nên là bà thì cũng đang đi lấy một ít phân đạm mà ở bên như hôm vừa rồi ấy, là cô Samulai bên Mỹ là cũng gửi tiền về để mua phân đạm cho ông bà đây. Thì, bà thì cũng đang đi lấy một ít phân đạm để bà đi bón thúc cho cái ngô.
Đấy, vì là nương ngô của gia đình nhà ông bà đây ấy, là cũng không phải là ở quanh quanh đây. Đấy, thì cho nên là cũng ở xa, thế cho nên là bà thì sáng nay là cũng đang đi bón thúc cho cây ngô rồi. Đấy, lên phân đi bón thúc. Đấy, ngôi nhà cũng sắp xong rồi. Đấy, các khung cửa cũng đã dựng được hết rồi. Đấy, còn khung cửa chính nữa là xong nhé. Đấy, để chờ tí nữa Mỹ Hải là cũng sẽ nhờ cho Mỹ Hải, đây là Mỹ Sò, là cũng sẽ giúp dựng nốt khung cửa chính đây nữa, là Mỹ Hải là cũng sẽ tiếp tục ra ngoài huyện để rồi là sẽ mua những cái bồn cầu đấy để sẽ lắp mang vào đây để mai các bác thợ ở đây rằng là sẽ vào đây để rồi là Mỹ Hải sẽ mang vào đây sắm rồi để hôm nào mà xong thì sẽ các bác cầu là cũng các bác thợ đấy là cũng sẽ lắp bồn cầu vào nhé. Đấy, các bác xây rất là nhanh. Còn tí nữa chú cháu mình là dựng nốt cho cái khung cửa chính kia nữa. Đấy, mình phải tự tay mình dựng cơ. Đấy, mình đo xong là tí nữa mình dựng xong là mình sẽ ra ngoài kia. Ra ngoài kia xong là sẽ đi mua bồn cầu vào đây để mai mốt là các bác ở đây lắng nền nhà ấy. Là để các bác lắp luôn. Lắp luôn hay nó lắp, nó khá lắp. Không, mình vào đây mình chỉ cho các bác lắp. Vì là các bác ở đây là cũng sợ rằng là không biết là có một số bác thì cũng đi phụ hồ ấy, đã từng xây ở ngoài huyện rồi thì là sẽ là các bác là cũng sẽ khắc tự biết lắp. Nhưng mà sợ các bác chỉ xây ở trong thôn mình thôi, là chỉ sợ rằng là các bác không biết lắp bồn cầu. Thế cho nên là mình vẫn phải vào đây để mình hướng dẫn. À, bà đã về đến đây rồi. Đấy, bà về đến đây là bà đang đứng ở đây để bà ngắm này. Bà cũng rất là vui mừng. Đấy, bà đang đến đây. Còn anh Tủa ở đây, là cũng có đến xây. Như các thước phim đầu của mình đã giới thiệu rồi. Anh Tủa là một trong những anh ở đây là cũng rất là hoàn cảnh, thế cho nên là Mỹ Hải cũng quyết định rằng là thôi thì tạo điều kiện cho anh. Đấy, cho dù là anh cũng mấy lần đầu là xây nhà, thế cho nên là các bác ở đây là cũng đã từng đi xây rồi, thế cho nên là thôi thì sẽ để cho anh Tủa đây để cùng đi cùng các bác ở đây. Thứ nhất là vừa đi học hỏi tay nghề của mình. Đấy, cái thứ hai là anh Tủa ở đây là cũng mới có một ít kinh phí để mua mắm muối mì chính để cho các con của anh Tủa nhé. Đấy, còn mấy đồng chí ở bên này là nãy là cũng vừa đến lấy nước. Đấy, theo như hôm vừa rồi là mình cũng có nói với bí thư chi bộ ấy, rằng là cũng sẽ nhờ ở trong thôn mình đây là cứ mỗi một hộ là 2 can nước, thì ông bà đây là đỡ phải lấy nước nhá. Vì cái đường nước mà như hôm trước là mình có đi quay cho quý vị và các bạn cùng xem rồi, là ở ngay phía ở trên gốc cây ở trên kia kìa quý vị kìa. Đấy, gốc cây trên này là cũng có một cái khe nước, nhưng mà cái khe nước là cũng chỉ đủ để cho ông bà sử dụng thôi. Thế cho nên là lấy nước là các hộ ở đây là cũng sẽ đi tự đi lấy nước ở chỗ nhà mình lên. Đấy, cũng rất là may mắn. Cứ mỗi một hộ là giúp 2 can nước thôi. Đấy, nếu mà còn không thì không đủ nước để xây. Đấy, như hôm nọ là bí thư chi bộ là trực tiếp là cũng đi từng hộ một. Đấy, để mỗi hộ là giúp 2 can nước. Đấy. Vì là hộ nào cũng đều như nghèo như hộ nào, cho nên là mình phải tận dụng lại là thôi thì cả xóm thì một nhà làm cả hộ, cả xóm hộ nhau. Đấy, nhưng sau này mà đến là ông bà đây là cũng có tuổi rồi ấy. Thế cho nên là ông bà này thôi thì sau này mà đến hộ nào thôi thì là sẽ miễn phí công sức của ông bà. Đấy. Vì là ông bà đấy cũng có tuổi, với lại là em cho đây là cũng có mang những khối u ở trên người ấy, được 32 năm. Thế cho nên là em cho lúc nào là cũng chỉ ngồi như hôm trước ấy, là cũng có nhờ ngủ ở bên trên nhà bên trên. Đấy, thế cho nên là buổi sáng sớm như vậy là em cho là cũng có xuống đây để cũng xem các bác thợ cũng như là ngắm ngôi nhà mới của gia đình nhà mình là chuẩn bị là được vào nhà mới. Đấy, phần quà của anh hai ở trong miền Nam. Đấy, có gửi tiền lên cho Mỹ Hải để Mỹ Hải cũng có xây nhà như vậy để cho gia đình nhà ông bà rằng chữ chơ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nào đâu mà mới soi. Bây giờ là cháu sẽ xuống dưới xong là mình sẽ dựng cái khung cửa chính lên. Đấy, giờ là mới sò nó cũng đang xuống dưới trong nhà để sẽ dựng khung cửa chính chúng ta là xong nhé. Vì là cái thế đất đây ấy, như các thức phim đầu của mình thì mình đã giới thiệu rồi. Thế cho nên là ở phía mặt tiền đấy, phía trước cửa chính ấy, là như hôm vừa rồi thì Mỹ Hải là cũng có tâm sự với ông giặc chú chơi ở đây. Nếu không thì mình sẽ quay cái thế xây theo ngang chiều này, nhưng mà ông bảo là thôi thì vẫn cứ xây theo cái chiều đấy. Thế cho nên là cái thế cửa chính ấy, là cũng rất là gần ở dưới phía dưới chuồng. Thế cho nên là mai mốt đấy thì Mỹ Hải là cũng sẽ nhờ bí thư chi bộ với lại trưởng thôn, nếu mà mình sẽ lấy đất đổi đất đấy, ông bà đây sẽ lấy một ít đất mà ở hơi xa một chút, rồi là sẽ đổi ở một cái vị trí mà góc ở bên cái góc cái tre bên kia kìa quý vị kìa đấy, để sẽ làm cái chuồng bên kia. Thế cho nên là Mỹ Hải là mới thiết kế rằng là sẽ để một cái cửa phụ đây đấy, để ra phía bên kia đấy, để mai mốt là ông bà sẽ, nếu mà thỏa thuận được là ông bà sẽ chuyển cái chuồng sang bên kia để có cái cửa phụ đó sẽ ra bên chuồng nhé. Đấy, còn bây giờ là cửa chính ấy, thì cũng đã dựng được hết như vậy rồi. Rồi, lại phải chèn vữa vào. Đấy, quý vị ạ, như ban đầu thì mình có giới thiệu cho quý vị và các bạn cũng biết đấy, rằng là cũng sẽ có đinh như vậy này. Đấy, mình sẽ nêm. Đấy, cứ hai hàng gạch một là mình sẽ cho một cái đinh vào như vậy. Tí là các bác ở đây là cũng sẽ bắt đầu là thêm vữa vào đây. Đấy, thêm vữa vào đây thì cũng sẽ rất là chắc chắn này. Rồi là ngày mai, ngày mốt ấy, thì là lúc vữa khô rồi ấy, thì sau đó là không xê dịch được nữa rồi. Đấy, còn cửa phụ bên này là cũng đã xong hết rồi nhá. Đấy, đã dựng được hết như vậy rồi. Đấy, cửa sổ thì giờ đóng đến bên này là cũng đã xong rồi. Đấy, cửa phụ sổ bên kia cũng đã xong. Đấy, cửa phụ mà để ra ngoài chỗ mai mốt mà như ban đầu Mỹ Hải giới thiệu ấy, rằng là sẽ ra chỗ khu mà để đổi được đất ấy, là sẽ di chuyển cái chuồng lợn của gia đình ông bà đây là sang bên kia ấy, là cửa phụ bên kia cũng đã xong. Với đây là cửa phụ ở đây nó cũng đã xong rồi. Đấy, đầu giờ chiều nay là các bác ở đây là cũng sẽ tiếp tục là xây và thu hồi lên nhé. Và tí nữa Mỹ Hải là cũng sẽ tranh thủ vào trong gia đình anh Trá mà bị mù cả đôi mắt và có người vợ bị tâm thần và có người con bị thiểu năng trí tuệ ấy, là Mỹ Hải tiếp tục vào trao phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ, Hà Nội, trao cho gia đình nhà anh Trá. Với lại là phần quà của cô Tâm Chính ở bên Úc ấy. Đấy, cô Tâm Chính ở bên Úc là cũng có gửi tiền để cho Mỹ Hải để mua thực phẩm vào cho gia đình nhà anh Trá. Rồi là bây giờ là Mỹ Hải là cũng sẽ chào ông Giàng Chư Chơ đây rồi. Tí nữa Mỹ Hải là sẽ tiếp tục vào trong gia đình nhà anh Trá mà bị mù cả đôi mắt, trao phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Với lại là cô Tâm Chính ở bên Úc nhé. Còn bây giờ Mỹ Hải sẽ chào ông rồi thì Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Ôi mà bây giờ ăn nhau nhau một chè nhá. Ừ, nấu chè. Cá đồ nào chị chú? Cá đồ nào mà ta thôi nhá. Cho chú. Mà ông chị là ô chú chú cho cả đi hết thế thì tao á. Tao là. Còn tao ít tao tao hô. Thôi thì tao tao thế mà rồi đó rồi. Cả đi tao tao thế mà rồi nhưng mà. Mù cá mà cầu nếu thích tao không cầu không nữa. Tao là. Đây quý vị các bạn ạ, qua đây thì mình cũng có chào ông Giàng Chư Chơ ở đây. Rằng là Mỹ Hải cũng có nói rằng là Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Thế cho nên là qua đây thì ông Giàng Chư Chơ ấy là cũng có nói với Mỹ Hải là mai là Mỹ Hải lại tiếp tục là vào đây đồng hành cùng các bác thợ ở đây để xem các bác thợ ở đây xây. Vì là ở đây ấy, thì ông cũng có tuổi rồi, thế cho nên là về cái phần xây đây thì ông cũng không nắm rõ lắm. Thế cho nên là ông cũng có nói với Mỹ Hải rằng là mai Mỹ Hải lại tiếp tục vào đây để lúc nào mà xây xong ngôi nhà để cho ông được ở đây trú mưa trú nắng rồi. Rồi là sau đó là Mỹ Hải là thi thoảng là mới bắt đầu vào thăm ông. Đấy, qua đây thì ông cũng có dặn với Mỹ Hải rằng là như vậy. Có lẽ là bây giờ là Mỹ Hải cũng sẽ ra về. Đấy, nho nhá, một trẻ nhá. Mù mà tôi nhá. Ôi, chào mấy anh em thợ nhá. Sau là mai anh lại tiếp tục là vào đây. Đấy, mấy anh em mà chiều nay đã là bắt đầu thu hồi nóc lên là được rồi đấy.
Rồi, chào mấy anh em nhá. Rồi, anh về lớn này. Mua mặt đất thôi. Còn ở đây anh Tuổi đứng qua. Chào Mỹ Hải rằng là cũng sẽ tiếp tục là đi về, rồi là mai là Mỹ Hải lại sẽ tiếp tục vào trong gia đình nhà ông bà giặc chữ chờ ở đây. À còn cái cưa. Đấy, những cái đồ nghề ở đây là Mỹ Sò là cũng là làm mộc, thế cho nên là những cái cưa ở đây là Mỹ Sò là sẽ không để đây được. Đấy, mai mốt là tiếp tục là vào lấy lắp cửa thì Mỹ Sò là lại tiếp tục sẽ cầm cưa vào. Đấy, phía đằng sau giờ nó cũng sắp xong rồi. Đấy, còn ở đây thì ông Giang Chữ Chơ thì ông đang tâm sự với Mỹ Sò rằng là Mỹ Sò cũng vào đây giúp nhưng mà cũng không được con chén nước gì. Đấy, thế cho nên là ông là cũng đang tâm sự vào như vậy nhé. Một trẻ nhá. Một trẻ nhá. Tao là. Ông lại tiếp tục chào với Hải. Tao là. Đấy, những cái xà đây này, những cái xà đây là cũng rất là thẳng này. Đấy, các bác cũng đã dốc được hết vỏ như vậy hết rồi. Đấy, vẫn còn gạch ở đây vẫn thiếu, thế cho nên là tí nữa ra thì sẽ tiếp tục là gọi gạch vào đây để sẽ tiếp tục là xây thu hồi nóc lên như vậy. Đấy, nổi hẳn trong một cái khu thung lũng ở đây rồi nhé, rồi nhé quý vị. Đấy, còn bây giờ là hai chú cháu là lại tiếp tục là sẽ đi ra ngoài huyện, rồi là tí là Mỹ Hải lại tiếp tục là sẽ đi trao quà của cô Tâm Chính ở bên Úc với đây là phần quà của cô Nguyễn Thị Minh Song ở quận Tây Hồ Hà Nội. Chứng tỏ là các bác thợ ở trong này là xây cũng nhanh đấy Mỹ Sò ạ. Hai ngày mà có được gần full thu hồi à. Hôm nọ là một ngày là dỡ nhà. Đấy, một ngày dỡ nhà và đào móng. Đấy, ngày hôm nay là được ngày thứ ba. Đấy, chờ khuôn cửa. Nếu không thì khuôn cửa nếu mà được rồi thì chắc là hôm nay là cũng được thu hồi nóc là cũng chắc là gần xong. Đấy, cứ dự định là 6 ngày. Dự định là 6 ngày là xong một ngôi nhà. Để cho ông bà còn có chỗ trú mưa trú nắng. Đấy. Đây, ngôi nhà của ông là ở phía bên dưới đây. Đấy, chỗ trắng trắng kia là chỗ sắt bột đá đấy. Nhà của ông là hơi bên trong một chút này. Đấy, ngôi nhà của ông là cũng có những cái thế đất mà lại không bằng phẳng được như vậy. Nếu mà có những cái thế đất mà bằng phẳng được như vậy là xây ngôi nhà của ông lên là rất là đẹp nhá. Đấy, chắc vài ba hôm là Mỹ Hải vào đây là những cây đậu của các bác hàng xóm đây là chắc là cũng cho ra quả hết rồi. Đấy, các bác hàng xóm đây là cũng không có gì che này. Cũng chỉ lấy những cái tấm bạt xanh như vậy để che những cái cây ngô của gia đình nhà mình. Đấy, rất là ít khi là vào trong bản là có bưng được bằng ván như vậy. Đấy, những ngôi nhà này là bưng được bằng ván hết này. Đấy, những ngôi nhà này là gọi là có điều kiện rồi. Đây còn là những cái ngôi nhà bên này ấy, là cũng chỉ có là ván rồi, rồi là ván bưng này, rồi là nếu mà cửa trái cửa vào ấy là cũng chỉ bằng những cái che trúc thôi. Đấy, cũng không đủ được. Phía đằng sau đây là duy nhất là cũng xây được một ít tường gạch như vậy thôi. Đấy, vất vả lắm rồi thì là mới xây được một ít tường gạch như vậy đấy. Được một trái đằng sau đấy và được một trái bên này. Đấy, còn những ngôi nhà ở đây thì cũng rất là tông hông rồi, cũng chỉ bằng che trúc che nứa như vậy thôi.
Đấy, rồi là mai là Mỹ Hải vào đây ấy, thì cũng có các cháu nhỏ đây rất là nhiều, thế cho nên là Mỹ Hải cũng sẽ mua bánh kẹo vào đây để phát cho các cháu ở đây nhá. Đấy, còn ở phía bên trên này này quý vị này, là cũng chỉ rào bằng tre trúc như vậy hết thôi, bên dưới là bằng ván ép. Đấy, nếu mà đun bếp ở trong nhà ấy, là bằng những cái ván ép đấy ấy, là cũng rất là thuận tiện nhá. Đấy, như nhà của các bác hàng xóm đây ấy, là cũng có những cái bể mà xây được những cái bể như vậy là không hề đơn giản một chút nào quý vị ạ. Đấy, cũng có những cái bể nước đây, nước khá là nhiều. Đấy, bà con nơi đây là cái thứ nhất là có cái bể nước như vậy là thích lắm rồi. Như ở dưới vùng dưới xuôi quý vị và các bạn ấy là nhất ăn nhì mặc, còn ở trên vùng Mỹ Hải đây ấy, là cũng chỉ còn là nhất là nước thôi. Đấy, sợ nhất là thiếu nước. Đây là những cái giếng. Đấy, đây này, đây là những cái giếng này, rất là sợ này. Đấy, sợ các cháu nhỏ này lúc đi đêm lúc đi đêm ấy là rơi xuống dưới này là rất là nguy hiểm này. Đấy, nguy hiểm quá nhỉ. Đấy, nước này. Đấy, cũng chỉ lấy lại những cái sa mộc như vậy, cảnh sa mộc, những cái cảnh như vậy mình che đậy vào nắp như vậy thôi. Đấy, cũng chỉ tận dụng và chờ vào lúc trời mưa ấy. Trời mưa là bắt đầu là trôi chảy từ trên xuống, rồi là bắt đầu là xuống hai cái giếng ở đây. Đấy, nước là chúng chỉ đọng lại vào trong là hai cái giếng như vậy để cho bà con nơi đây là được sử dụng thôi. Đấy, còn ở đây thì bà con nơi đây ấy, là cũng có trồng được những cái cây tam giác mạch như vậy này quý vị này. Đấy, trồng được tam giác mạch như vậy để trồng vào xen kẽ với những cái cây ngô. Đấy, rồi là các bác ở đây là cũng sẽ nhổ lại những cái cây tam giác mạch như vậy để sẽ mang đi chăn lợn. Đấy, cạnh nhà như vậy là cũng có những vườn hoa tam giác mạch như vậy là cũng rất là đẹp này. Ở trong này á, mà trồng được hết tam giác mạch như vậy á, mà khách du lịch đến đây á, thì tham quan nơi đây thì cũng khá là đẹp nhé quý vị nhé. Đây, toàn đồi núi là đồi núi này. Đấy, còn những cái đống cây ngô ở đây với lại là ở phía bên trên ấy quý vị ạ. Đây, đấy là những cái cây ngô, đây là bà con nơi đây là cũng không có chất đốt gì cả, thì tận dụng lại để lại những cái đống cây ngô như vậy để bà con mang về làm chất đốt nhé. Đấy, ở ngay chỗ đường đi đây là đa số là toàn đống cây ngô là rất là nhiều này quý vị này. Giờ đến Hải sẽ zoom cho quý vị các bạn cùng xem này. Những cái đống cây ngô này khá là nhiều. Đến lúc thu hoạch ngô xong hết rồi ấy, là bắt đầu được chặt là chốc lên thành những cái đống như vậy, dự trữ làm chất đốt.